hai mẫu ngữ pháp về so mà các bạn rất hay nhầm lẫn. Các bạn có thể theo dõi sơ qua một chút. Thứ nhất là về cách chia nhé. Thì cái này nó sẽ là thể thông thường. Còn cái này sẽ là tính từ đi bỏ y, bỏ na và động từ bỏ ma sự. Còn về mặt ý nghĩa thì cái này sẽ là truyền đạt thông tin. Còn cái này sẽ là phán đoán. Ok chưa ạ? Rồi đầu tiên đi vào cái thằng thứ nhất. Thể thông thường cộng với so test. Truyền đạt lại thông tin, nghe được cái gì nói lại y như thế cho đối phương biết. Ví dụ chúng mình nghe dự báo thời tiết ở trên TV đúng không? Thì ngày mai thì chúng mình mới kể lại cho đối phương là nghe nói ngày mai trời mưa đấy. Theo thông tin dự báo thời tiết thì ngày mai trời mưa. 天気予報によると明日雨が降るそうです. Thằng số 2, tính từ đuôi bỏ y, tính từ đuôi na bỏ na và ve mas bỏ mas cộng với so des. Thì cái này mọi người lưu ý nó là một cái phán đoán dựa trên mắt thường. Các bạn hãy nhớ ngay đến cái câu ví dụ là oishi so desu nè. Và chúng mình nhìn cái món ăn này bằng mắt thường đúng không? Trông nó rất là đẹp, rất là sặc sỡ nên là chúng mình dự đoán là nó ngon. Đó, hay là chúng mình nhìn vào bầu trời thấy rất là nhiều mây thì chúng mình mới đưa ra cái phán đoán là hình như là trời sắp mưa rồi. Desu nè. Ima ni mo ame ga furi so desu. Và cùng nhau chốt lại, tổng hợp lại một lần nữa nhá. Thể thông thường cộng với so là truyền đạt thông tin, còn ve masu bỏ mas, tính từ đi bỏ y, tính từ đuôi na bỏ na cộng với so là phán đoán dựa bằng mắt thường.